Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Max Channel. Ngày hôm nay thì mình sẽ không review sản phẩm công nghệ mà mình sẽ nói một chút về vấn đề sức khỏe. Vấn đề rất quan trọng cho thời kỳ bây giờ. Trước hết thì mình muốn hỏi các bạn một câu hỏi, đó là theo các bạn thì bộ phận nào trên cơ thể chúng ta là quan trọng nhất? Ngày xưa thì bác Hồ có nói là đôi bàn tay chúng ta sẽ làm tất cả này. Hoặc bây giờ cũng thế, thì chúng ta làm công việc chân tay, đồng ruộng, đồng áng các thứ thì chúng ta phải dùng tay hoặc là đôi bàn chân cho chúng ta có thể đi lại. Tuy nhiên thì theo mình, với những người sử dụng công nghệ như mình thì cá nhân mình thấy đôi mắt là bộ phận quan trọng nhất. Tuy nhiên thì trong thời đại bây giờ thì càng ngày các bạn càng làm đôi mắt của các bạn kém đi bởi những cái thói quen sử dụng những cái sản phẩm công nghệ, sách báo rất là xấu. Nguyên nhân chính dẫn đến điều này đó chính là sự phụ thuộc vào công nghệ. Các bạn tưởng tượng xem, sáng dậy các bạn sẽ xem TV, xem bảng tin này, sau đó đến ra ngoài đường thì các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều bảng quảng cáo này, rồi đến công ty các bạn sẽ nhìn chằm chằm vào máy tính để làm công việc, và thế là hết ngày về chúng ta lại ngồi máy tính chơi tiếp. Tuy nhiên đây là quá khứ mà thôi. Còn bây giờ thì xen vào tất cả những cái khoảng thời gian đấy là chúng ta sẽ có một kẻ thù khác, đó chính là chiếc smartphone. Với smartphone thì các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều. Mình đã từng thấy rất nhiều cảnh sử dụng smartphone liên tục. Nọ mình gặp một cái ảnh tượng rất là quỷ. Đấy là khi mà mình đang phanh kít lại để dừng đèn đỏ ấy, thì bên cạnh có một cô cũng vừa dừng đèn đỏ xong và cô ấy rút điện thoại ra, check Facebook luôn, check ngay trước mặt mình và check ngay trong khi đèn đỏ chỉ còn khoảng 20-30 giây. Theo như một vài nghiên cứu mới đây thì chỉ cần 2 giờ sử dụng smartphone liên tục sẽ khiến cho đôi mắt của bạn bị căng thẳng và đưa nó vào cái tình trạng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tất cả những ảnh hưởng về đôi mắt được sử dụng qua những cái stay flat này, những chiếc TV này và đặc biệt là smartphone được các bác sĩ quy kết lại thành một cái hội chứng, đó là hội chứng thị lực máy tính, viết tắt tiếng Anh là CVS. CVS có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như là các bạn có thể dùng sai kính này, có thể dùng nguồn sáng quá lớn, hoặc có thể là sử dụng smartphone quá nhiều hoặc là TV quá nhiều. Nhưng mà chốt lại thì nó cũng chỉ có 2 lý do. Thứ nhất là đôi mắt của bạn đã bị sấy khô, và thứ hai là mắt của bạn đã quá mệt mỏi. Theo mình tìm hiểu được thì gây ra CVS có 4 nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, đó là thời gian sử dụng smartphone. Khi các bạn đầu tư quá nhiều thời gian vào sử dụng smartphone sẽ khiến cho đôi mắt của bạn cay càng mệt hơn. Và trong thời điểm bây giờ ấy, thì thường là đôi mắt của bạn không có thời gian nghỉ. Trong khi mà các bạn không sử dụng máy tính thì các bạn sẽ rút smartphone ra để check tin nhắn này, check Facebook này, check các loại khác nhau, và khiến cho đôi mắt của bạn ngày càng bị có cái thời gian sử dụng nhiều hơn. Mình cần phải nói thêm là các bạn cần phải tưởng tượng đến chiếc máy ảnh. Ví dụ như là nếu các bạn muốn focus một cái gì đấy thì các bạn sẽ dùng tay, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng một cái nút gì đấy để có thể auto focus. Tuy nhiên thì nó cũng dùng một lực, và đôi mắt của bạn cũng thế mà thôi. Nó sẽ có những cái cơ ở trong đôi mắt của bạn để khiến cho đôi mắt có thể focus vào một điểm gì đấy. Khi mà cái cơ này được sử dụng để thay đổi ống kính trong mắt thì nó sẽ có một cái lực tác động khá là nhỏ. Nhưng mà các bạn sử dụng càng nhiều thì cái cơ này sẽ càng bị mỏi và mệt. Và khi cái cơ này bị mỏi thì nó sẽ không còn khả năng tập trung nữa, khiến cho các bạn gây ra rất nhiều những cái hiện tượng về mắt. Thứ hai là khi đôi mắt của bạn quá tập trung. Theo như mình quan sát thì các bạn bè của mình ấy thì họ sử dụng điện thoại rất là tập trung, rất là chăm chú, và thậm chí là không chớp đôi mắt của mình luôn. Điều này gây ra một cái hiện tượng rất là kinh khủng cho đôi mắt của bạn, đó là nó sẽ bị khô. Khi mà khô mắt thì các bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề khác nhau. Các bạn sẽ cảm thấy là khó chịu này, khiến cho đôi mắt của bạn không thể điều tiết được. Thứ hai là các bạn sẽ cảm thấy khô rát, và thậm chí các bạn đôi khi còn bị cay hoặc là bỏng. Và điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe đôi mắt của bạn. Thứ ba, đó là khoảng cách của bạn từ mắt cho đến smartphone cũng như là tablet hoặc là những màn hình khác nhau. Theo như một vài nghiên cứu của các giáo sư đến từ Đại học New York thì cái khoảng cách đặt mắt quá gần sẽ khiến cho đôi mắt của bạn gặp rất nhiều hiện tượng khúc xạ và tật khúc xạ khác nhau. Ví dụ như là cận thị này, loạn thị này, viễn thị này, rồi là thị nọ thị kia, thị nở thị nữa các thứ vân vân. Tuy nhiên thì có thị gì hơn nữa mà các bạn bị kém nhìn đi thì sẽ khiến cho các bạn gặp rất nhiều cái việc khổ sở trong cuộc sống. Cận thôi đã là đủ lắm rồi, bây giờ lại còn viễn thị, loạn thị nữa thì đúng là không còn gì luôn. Điều cuối cùng cũng là điều thứ tư gây nên cái hội chứng CVS, đó là cái ánh sáng từ màn hình chiếu vào mắt của bạn. Ánh sáng của màn hình TV cũng như là màn hình máy tính rất có hại đến đôi mắt của các bạn. Và đã có rất nhiều nhà sản xuất đã chế tạo ra những cái sản phẩm để có thể thân thiện với đôi mắt của bạn hơn. Nhưng dù có cho có thân thiện đến thế nào thì nếu cái độ sáng ở trong màn hình của bạn quá cao, nó cũng khiến cho võng mạc của các bạn bị ảnh hưởng ít nhiều. Ánh sáng quá cao có thể sấy khô và đốt cháy đôi mắt của các bạn và khiến cho võng mạc của chúng ta bị tổn thương đến mức không thể phục hồi. Và đây là điều không tốt một chút nào đâu. Vậy thì để tránh được tất cả những điều trên, tránh khỏi cái việc là chúng ta bị rơi vào hội chứng CVS, thì mình đã đưa ra được 3 giải pháp mà mình tổng hợp được trên mạng. Và các bạn hãy lắng nghe mình, bởi vì đây sẽ là những cái giải pháp mà các bạn dùng hàng ngày để chúng ta vừa có thể sử dụng điện thoại, vừa có thể sử dụng smartphone cũng như là máy tính mà đôi mắt chúng ta vẫn giữ được cái sức khỏe là tốt. Đầu tiên các bạn hãy nhớ cho mình quy tắc 3-20, có nghĩa là 3 số 20. Số 20 đầu tiên có nghĩa là 20 phút,
Sau 20 phút làm việc với máy tính và smartphone, các bạn sẽ dành ra 20 giây để nghỉ cho đôi mắt. Trong 20 giây này thì bạn sẽ dùng đôi mắt của mình để nhìn ra những vật có khoảng cách là 20 feet, đó là khoảng 6 mét. Điều này sẽ giúp cho đôi mắt của bạn vừa được nghỉ ngơi, vừa có cơ hội để luyện tập để nhìn ra những cái khoảng xa hơn, khiến cho đôi mắt của chúng ta lấy lại cái khả năng điều tiết. Thứ hai, đó là các bạn hãy chớp mắt cho mình. Khi mà chúng ta quá tập trung hoặc là chúng ta sử dụng máy tính, smartphone với thời gian rất là lâu thì khiến cho đôi mắt của bạn bị khô và các bạn thường quên chớp mắt như mình vừa nói ở trên. Các bạn hãy chớp mắt thật nhiều và các bạn hãy luôn nhầm trong đầu mình khi làm việc ấy là chúng ta phải chớp mắt. Nếu các bạn không thể chớp mắt được nhiều như vậy thì các bạn có thể sử dụng một vài những thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên quá phụ thuộc vào những cái loại thuốc nhỏ mắt này, bởi vì nó sẽ có thể khiến cho đôi mắt của bạn phải phụ thuộc vào nó và sẽ gây ra cái hiện tượng là thèm thuốc nhỏ mắt. Và khi mà không sử dụng thuốc nhỏ mắt thì đôi mắt của bạn sẽ cảm thấy bị khô. Và tất nhiên là chúng ta cũng không thể nào mà muốn phụ thuộc bản thân mình vào một loại thuốc nào đó, đúng không? Thứ ba, đó chính là các bạn hãy điều chỉnh độ sáng của màn hình smartphone cũng như là màn hình máy tính cho mình. Nhiều bạn hay sử dụng cái độ sáng là 80-90 thậm chí 100%. Bởi vì cái độ sáng của smartphone như thế mới cho là đã mắt, mới cho là sướng, mới xem phim, chơi game thoải mái được. Tuy nhiên điều này ảnh hưởng rất nhiều đến đôi mắt các bạn như mình vừa nói ở trên. Tốt nhất là các bạn hãy để độ sáng khoảng 50% hoặc là 60% thôi. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái chế độ là đo sáng tự động, sử dụng cảm biến của điện thoại để có thể đo xem là xung quanh ánh sáng như nào. Và cái cảm biến tự động này sẽ giúp cho màn hình của bạn điều chỉnh độ sáng phù hợp nhất cho đôi mắt của các bạn cũng như là môi trường xung quanh. Như vậy là mình đã cùng với các bạn tìm hiểu một chút về sức khỏe đôi mắt trong thời kỳ bây giờ, khi mà chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào smartphone. Rõ ràng là nếu không có smartphone, không có những cái thiết bị điện tử thì chúng ta sẽ rất khó để có thể nắm bắt xu thế và rất khó để phát triển mình trong tương lai. Tuy nhiên, chúng ta phụ thuộc vào chúng không nghĩa chúng ta là nô lệ của chúng và phải cống hiến cho những cái thiết bị này một phần sức khỏe, một phần thanh xuân của mình. Và mình rất mong là tất cả chúng ta sẽ có một đôi mắt mạnh khỏe sau khi xem video này. Và đừng quên like, share lại video với bạn bè. Rất mong được gặp lại các bạn trong các video sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.